Chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng trên trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau học và trả lời các câu hỏi bài tập trong bài số 2, Bất đẳng thức, thuộc chương 2, Bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn, sách giáo khoa toán 9, Chân trời sáng tạo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động ở bài. Theo quy định của một hãng máy bay, khối lượng hành lý xách tay của khách hàng phổ thông không vượt quá mức 12 kg. Gọi M là khối lượng của hành lý xách tay của một khách hàng phổ thông. Hệ thức nào biểu diễn khối lượng hành lý đúng quy định của hãng bay? Ok, bây giờ chúng ta cùng xử lý đối với cái hoạt động mở bài này nhé. Ở hoạt động mở bài thì đề bài bảo là khối lượng hành lý xách tay của khách hàng nó sẽ không được vượt quá 12 kg. Được chưa? Vậy thì không vượt quá 12 tức là nó sẽ ít hơn 12. Đúng không? Người ta gọi M là khối lượng hành lý. Vậy thì biểu thức liên hệ ở đây sẽ là M sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 12. Được chưa? Không vượt quá 12 tức là bằng 12 vẫn được. Ok chưa nhỉ? Vậy tức là M nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 12 kg. Thì cái biểu thức như thế này sẽ được gọi là một bất đẳng thức. Ok chưa nhỉ? Vậy thì định nghĩa bất đẳng thức là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần một nhỏ, khái niệm bất đẳng thức. Các bạn, cô sẽ viết bút màu đỏ nhé. Một nhỏ này, khái niệm bất đẳng thức. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động khám phá số 1. Ở hoạt động khám phá số 1, đề bài cho chúng ta như sau. Cho hai số thực x và y được biểu diễn trên trục số như ở trong hình số 1 này. Hãy cho biết số nào lớn hơn và số nào bé hơn. Thì trong hai số x và y được biểu diễn ở trên trục số này, các bạn quan sát. Các bạn sẽ thấy là số x của chúng ta nằm ở phía bên tay trái và y thì nằm ở phía tay phải, đúng không? Trục số của chúng ta theo chiều mũi tên đây này. Đó. Vậy thì theo chiều của trục số chúng ta quan sát vào hình và so sánh thì thấy là số x đang nhỏ hơn 0 và số y thì lớn hơn 0. Đây, số 0 đây. Đúng không? Vậy thì chúng ta kết luận được là x sẽ phải nhỏ hơn y. Đúng không? Cái này là chúng ta quan sát dựa trên trục số. Được chưa nhỉ? Ok, thì từ hoạt động khám phá số 1, các bạn nhìn cho câu này. Trên tập hợp số thực, khi mà ta so sánh hai số A và B, xảy ra một trong ba trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là số A có thể lớn hơn số B. Trường hợp thứ hai là số A có thể nhỏ hơn số B. Ký hiệu là A lớn hơn B này, hoặc là A nhỏ hơn B. Còn trường hợp số 3 tức là số A sẽ bằng số B, thì mình sẽ ký hiệu là A bằng B. Được chưa? Ta nói tập hợp số thực là tập hợp số được sắp xếp theo thứ tự. Đó, số nào lớn hơn, số nào nhỏ hơn là chúng ta sắp xếp được. Đúng không? Khi biểu diễn số thực trên trục số, tức là ta sẽ vẽ một cái đường thẳng nằm ngang như hình số 2 này, có cái đầu mũi tên, được chưa? Điểm biểu diễn số nhỏ hơn thì sẽ nằm ở phía bên tay trái. Đấy, ví dụ như số âm 10 nhỏ hơn số âm 3,5 thì số âm 10 sẽ nằm ở bên tay trái. Còn số âm 3,5 thì nằm ở bên tay phải so với số 10. Được chưa? Điểm biểu diễn số nhỏ hơn thì nằm ở phía bên tay trái điểm biểu diễn số lớn hơn. Do đó trục số được coi là hình ảnh của tập hợp số thực, cho phép chúng ta nhìn thấy thứ tự của các số thực. Được chưa nhỉ? Các bạn quan sát cho cô hình số 2. Nếu mà x lớn hơn y hoặc là x bằng y thì ta có thể viết là x lớn hơn hoặc bằng y. Đây, cái dấu như này sẽ được gọi là dấu lớn hơn hoặc bằng. Được chưa? Còn nếu x nhỏ hơn y hoặc x bằng y thì ta sẽ viết như thế này. Dấu này sẽ được gọi là dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Đó, thì biểu thức này sẽ được gọi là x nhỏ hơn hoặc bằng y. Hoặc là chúng ta có thể nói là x không lớn hơn y. Được chưa? Chẳng hạn, để diễn tả bình phương của một số A luôn lớn hơn hoặc bằng 0 thì ta sẽ viết là A, sau đó đến dấu này gọi là dấu lớn hơn hoặc bằng, đằng sau là số 0. Được chưa? Để biểu diễn một số C không âm,
không âm tức là cũng lớn hơn hoặc bằng không, đúng không? Vậy nên là ta sẽ viết là C lớn hơn hoặc bằng không. Đó. Để biểu diễn một số m không dương thì ta sẽ viết là không dương thì tức là sẽ nhỏ hơn hoặc bằng không, đúng không? Nên ta viết là m nhỏ hơn hoặc bằng không. Ok chưa nhỉ? Tổng quát thì chúng ta sẽ có định nghĩa như sau. Hệ thức có dạng là A lớn hơn B, hoặc là A nhỏ hơn B, hoặc là A lớn hơn hoặc bằng B và A nhỏ hơn hoặc bằng B thì được gọi là bất đẳng thức. Với A được gọi là vế trái và B thì sẽ gọi là vế phải của bất đẳng thức đó. Các bạn có thể quan sát cho cô ví dụ 1 này. Hãy chỉ ra một bất đẳng thức biểu diễn số A lớn hơn 3. Xác định vế trái, vế phải của bất đẳng thức đó. Thì để biểu diễn một số A lớn hơn 3 thì ta sẽ viết bất đẳng thức là A lớn hơn 3. Được chưa? Vế trái của chúng ta ở đây là A và vế phải là 3. Đúng không? Tương tự như ví dụ 1 thì các bạn làm cho cô bài thực hành số 1 để hiểu hơn, xác định lại về cái định nghĩa bất đẳng thức nhá. Chúng ta cùng nhau làm bài thực hành số 1 này. Nào, ở bài thực hành số 1, đề bài bảo chúng ta hãy chỉ ra các bất đẳng thức diễn tả mỗi khẳng định sau. Khẳng định A là x nhỏ hơn 5. Để diễn tả cái bất đẳng thức là x nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ có là ở đây là x nè, sau đó điền dấu nhỏ hơn 5. Ok chưa nhỉ? B, chúng ta cần phải diễn tả khẳng định là A không lớn hơn B. Không lớn hơn tức là nhỏ hơn, hoặc là A không lớn hơn B, đúng không? Không lớn hơn thì tức là nhỏ hơn hoặc là bằng. Được chưa? Vậy thì chỗ này sẽ là A nhỏ hơn hoặc bằng B. Đó, không lớn hơn tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Đúng không? C, biểu thức của chúng ta là M không nhỏ hơn N. Không nhỏ hơn, vậy tức là nó có thể lớn hơn hoặc là bằng. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ biết là M lớn hơn hoặc bằng N. Ok chưa nhỉ? Bài thực hành số 1. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu về tính chất của bất đẳng thức. 2 nhỏ. Tính chất của bất đẳng thức. Ok, tính chất đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là tính chất bắc cầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu tính chất bắc cầu thông qua hoạt động khám phá số 2 nhé. Chất bắc cầu thông qua hoạt động khám phá số 2. Ok, ở hoạt động khám phá số 2 đề bài cho chúng ta như sau này. Cho A, B, C là các số thỏa mãn điều kiện là A lớn hơn B và B lớn hơn C. Trong hai số A và C, số nào lớn hơn? Vì sao? Nào, bây giờ để biết số nào lớn hơn thì các bạn có thể quan sát cho cô trục số ở trong hình 3 này. Nếu mà đề nói là A lớn hơn B, vậy thì chắc chắn là A sẽ nằm ở phía bên tay phải. Còn B thì nằm ở phía bên tay trái. Đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Tiếp tục chúng ta so sánh hai số B và C thì các bạn sẽ thấy C nằm ở phía, vì là B lớn hơn C. Đấy, thế nên là B nằm ở phía bên tay phải. Đây, chúng ta đã có B sẵn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một số C nằm ở phía bên tay trái của số B nữa. Thế là ok. Đúng không? Vậy thì từ đây này các bạn quan sát trục số, đúng không? Chúng ta từ trục số, chúng ta sẽ thấy là số C ở đây đang nằm ở phía bên tay trái so với số A. Vậy nên là chúng ta sẽ suy ra được là A lớn hơn C. Được chưa? Chúng ta có này, A lớn hơn B này. Và B thì lại lớn hơn C. Vậy nên chúng ta có là A sẽ lớn hơn C. Thì tính chất này sẽ được gọi là tính chất bắc cầu. Được chưa? Từ hoạt động khám phá số 2 thì chúng ta rút ra được kết luận như sau. Cho ba số A, B, C, nếu A lớn hơn B và B lớn hơn C thì A sẽ lớn hơn C. Tính chất này gọi là tính chất bắc cầu nhá. Ok chưa nhỉ?
Các bạn lưu ý cho cô là tính chất bắc cầu vẫn đúng với các trường hợp bất đẳng thức có dấu nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng. Ví dụ như các bạn quan sát cho cô ví dụ 2 này. So sánh hai số x và y biết x thì lớn hơn 3,4, còn y thì nhỏ hơn 3,4. Bây giờ các bạn quan sát này. Chúng ta sẽ thấy là x lớn hơn 3,4, còn y nhỏ hơn 3,4. Y nhỏ hơn 3,4 tức là 3,4 sẽ lớn hơn y. Đúng không? Vậy thì theo tính chất bắc cầu, chúng ta sẽ suy ra được là x lớn hơn y. Ok chưa nhỉ? Tương tự như ví dụ số 2 thì các bạn làm cho cô bài thực hành số 2 nhá. Ở bài thực hành số 2 này, đề bài yêu cầu chúng ta so sánh hai số m và n, biết m thì nhỏ hơn hoặc bằng pi, còn n thì lớn hơn hoặc bằng pi. Thì từ đề bài các bạn thấy này, đầu tiên người ta cho là m nhỏ hơn hoặc bằng pi. M nhỏ hơn hoặc bằng pi và n thì lớn hơn hoặc bằng pi. Vậy tức là pi thì lại nhỏ hơn hoặc bằng n. Đúng không? Vậy thì suy ra nên chúng ta sẽ có là m sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng n. Theo cái này là tính chất bắc cầu. Cô ghi chữ tính chất ghi tắt nhá. Được chưa? Chúng ta theo tính chất bắc cầu thì sẽ có m nhỏ hơn hoặc bằng n. Đúng chưa nhỉ? Ok, đây là phần về tính chất bắc cầu, tính chất thứ nhất. Tiếp theo chúng ta chuyển sang tính chất thứ hai của bất đẳng thức, đó là tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Tính chất thứ hai này. Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính chất này thông qua hoạt động khám phá số 3. Ở hoạt động khám phá số 3, đề bài yêu cầu chúng ta là thay mỗi dấu hỏi chấm bằng dấu thích hợp như là dấu lớn hơn hoặc dấu nhỏ hơn. Ở câu A, người ta cho là 4 lớn hơn 1, đúng không? Vậy thì 4 cộng với 15 sẽ so sánh thế nào với 1 cộng với 15? Nào, bây giờ chúng ta tính từng cái nhá. 4 cộng với 15 thì sẽ bằng 4 cộng 15 là 19. Chúng ta so sánh với 1 cộng 15 là 16. Thì các bạn sẽ thấy là số 19 lớn hơn số 16. Đúng không? Vậy nên là 4 cộng với 15 sẽ phải lớn hơn 1 cộng 15. Ok chưa nhỉ? Câu A. Câu B chúng ta làm tương tự nhá. Âm 10 nhỏ hơn âm 5. Vậy thì so sánh cái thằng âm 10 cộng với âm 15 và âm 5 cộng với âm 15. Bây giờ cô tính số ra này. Âm 10 cộng với âm 15. Đây, cô đặt như này đi. Đấy, cho các bạn nhìn thấy nhá. Âm 10 cộng với âm 15 thì bằng âm 25. Âm 5 cộng với âm 15 thì thành âm 20. Chúng ta so sánh hai cái này thì các bạn sẽ thấy âm 25 nhỏ hơn âm 20. Đúng không? Vậy nên là chúng ta có thể điền dấu vào đây là âm 10 cộng âm 15 sẽ nhỏ hơn âm 5 cộng với âm 15. Được chưa? Ok. Từ hoạt động khám phá số 3 này, các bạn để ý cho cô, hai bất đẳng thức A lớn hơn B và M lớn hơn N sẽ được gọi là hai bất đẳng thức cùng chiều. Hai bất đẳng thức A lớn hơn B và M nhỏ hơn N sẽ được gọi là hai bất đẳng thức ngược chiều. Từ hoạt động khám phá số 3, ta thấy khi mà ta cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Đó, được chưa? Thì bất đẳng thức đầu tiên này là 4 lớn hơn 1 này. Đó, bất đẳng thức thứ hai là 4 cộng 15 sẽ lớn hơn 1 cộng 15. Chúng ta sẽ thu được hai bất đẳng thức cùng chiều. Đúng không? Một cách tổng quát thì chúng ta có
Cho ba số A, B và C. Nếu A lớn hơn B thì A cộng C cũng sẽ lớn hơn B cộng C. Các bạn lưu ý cho cô là tính chất này vẫn sẽ đúng với các dấu là A dấu nhỏ hơn này, lớn hơn hoặc bằng, hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng. Các bạn quan sát cho cô ví dụ số 3 này. Chứng tỏ 2023 cộng với âm 2 mũ 29 lớn hơn 2022 cộng với âm 2 mũ 29. Chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên là chúng ta so sánh, thấy là 2023 sẽ lớn hơn 2022. Đúng không? Vậy nên ta cộng cả hai vế của bất đẳng thức với âm 2 mũ 29 thì ta sẽ có là 2023 cộng với âm 2 mũ 29 sẽ lớn hơn 2022 cộng với âm 2 mũ 29. Được chưa nhỉ? Tiếp theo các bạn quan sát cho cô ví dụ số 4 này. Cho hai số A và B thỏa mãn, A nhỏ hơn B. Chứng tỏ A cộng 3 sẽ nhỏ hơn B cộng 5. Nào, đầu tiên thì chúng ta có A nhỏ hơn B. Cô cộng vào cả hai vế của bất đẳng thức này số 3 thì cô sẽ thu được A cộng 3 nhỏ hơn B cộng 3. Đúng không? Rồi, mà các bạn lưu ý cho cô là vì 3 nhỏ hơn 5, vậy nên ta cộng B vào cả hai vế thì ta sẽ có là B cộng 3 sẽ nhỏ hơn B cộng 5. Đúng không? Tức là đã có B cộng 3 nhỏ hơn B cộng 5 rồi này. Thì từ 1 và 2 thì theo tính chất bắc cầu, đúng không? A cộng 3 thì nhỏ hơn B cộng 3, mà B cộng 3 thì lại nhỏ hơn B cộng 5. Vậy tức là A cộng 3 sẽ phải nhỏ hơn B cộng 5. Đúng không? Chúng ta thu được điều cần phải chứng minh. Rồi, áp dụng như các ví dụ này, các bạn làm cho cô bài thực hành 3, thực hành 4 và bài vận dụng số 1 nhé. Đầu tiên là đối với bài thực hành số 3. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh hai số âm 3 cộng với 23 mũ 50 và âm 2 cộng với 23 mũ 50. Đối với hai số này thì đầu tiên chúng ta sẽ so sánh cái số nào dễ so sánh hơn. Đó là âm 3 với âm 2 trước đi. Đúng không? Ta có âm 3 sẽ nhỏ hơn âm 2. Đúng không? Vậy nên bây giờ cô sẽ cộng cả hai vế của bất đẳng thức với 23 mũ 50. Thì cô có âm 3 cộng với 23 mũ 50 này sẽ nhỏ hơn âm 2 cộng với 23 mũ 50. Đây chính là cái mà đề bài cần chúng ta so sánh. Đúng chưa nhỉ? Bài thực hành số 3. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài thực hành số 4. Bài thực hành số 4 đề cho chúng ta hai số M và N thỏa mãn, M lớn hơn N. Chứng tỏ rằng là M cộng 5 lớn hơn N cộng 4. Nào, bây giờ cô sẽ áp dụng các tính chất của bất đẳng thức nhá. Vì M lớn hơn N, vậy nên nếu cô cộng cả hai vế với 4, ta cộng cả hai vế với 5 luôn đi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là M cộng 5 sẽ lớn hơn N cộng 5. Đúng không? Cô gọi đây là bất đẳng thức số 1 này. Rồi, chúng ta lại có vì 4 nó sẽ nhỏ hơn 5. Đúng không? Cô cộng cả hai vế của bất đẳng thức này với N thì cô có là 4 cộng N. Nên 4 cộng N sẽ nhỏ hơn 5 cộng N. Tức là N cộng 5 sẽ phải lớn hơn N cộng 4. Đúng không? Đây là bất đẳng thức số 2. Thì ở bất đẳng thức số 1 này thì đề bài cho chúng ta là M cộng 5 lớn hơn N cộng 5. Sang đến bất đẳng thức số 2 thì chúng ta lại chứng minh được là N cộng 5 lớn hơn N cộng 4. Vậy thì theo tính chất bắc cầu, đúng không? Từ 1 và 2 theo tính chất bắc cầu. Tính chất cô viết tắt nhé. Chúng ta sẽ có là M cộng 5 sẽ phải lớn hơn N cộng 4. Được chưa nhỉ? Đây chính là
điều phải chứng minh. Ok chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài vận dụng số 1. Gọi A là số tuổi của bạn Na, B là số tuổi của bạn Toàn. Biết rằng bạn Toàn lớn tuổi hơn bạn Na, hãy dùng bất đẳng thức để biểu diễn mối quan hệ về tuổi của hai bạn đó ở hiện tại và sau 3 năm nữa. Rồi, với A là số tuổi của bạn Na đúng không? A là số tuổi của bạn Na. Bạn Na là A tuổi này. Bạn Toàn là B tuổi này. Đúng không? Đề bài bảo chúng ta là bạn Toàn lớn tuổi hơn bạn Na. Được chưa? Vì bạn Toàn lớn tuổi hơn bạn Na. Vậy nên là tuổi của bạn Toàn là B này, sẽ phải lớn hơn A. Được chưa nhỉ? Hoặc là các bạn có thể viết là A nhỏ hơn B cũng được nhá. Rồi, sau 3 năm nữa thì bạn Toàn tăng thêm 3 tuổi và bạn Na cũng tăng thêm 3 tuổi. Vậy nên là chúng ta có thể cộng hai vế của bất đẳng thức với 3. Đúng không? Sau 3 năm. Đó. Ta cộng hai vế của bất đẳng thức. Bất đẳng thức cô viết tắt nhé. Với 3. Ta có. Nào. Phía bên bạn Toàn là B cộng 3 sẽ lớn hơn phía bên bạn Na là A cộng 3. Ok chưa nhỉ? Đây chính là bất đẳng thức biểu diễn mối quan hệ tuổi của hai bạn sau 3 năm nữa. Đó, chúng ta xử lý xong bài vận dụng số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân thông qua hoạt động khám phá số 4. Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân được chưa? Nào, ở hoạt động khám phá số 4, đề bài cho chúng ta như sau. Thay mỗi dấu hỏi chấm bằng dấu thích hợp. Đó. Điền vào thay vị trí dấu hỏi chấm này bằng dấu lớn hơn hoặc là dấu nhỏ hơn. Đúng không? Câu A. Nào. 3 lớn hơn 2. Vậy thì chỗ này là 3 nhân với 17. Đúng không? Sẽ so sánh với 2 nhân 17. Thì ở đây các bạn có thể tính ra cho cô đi. Chúng ta tính ra 3 nhân với 17. 3 nhân 17 sẽ bằng 51, đúng không? So sánh với 2 nhân với 17 thì bằng 34. Cô thấy là 51 lớn hơn 34, vậy nên chỗ này chúng ta cũng điền dấu lớn hơn. Đúng chưa nhỉ? Câu B. Câu B của chúng ta là âm 10 nhỏ hơn âm 2. Vậy thì âm 10 nhân với 5 so sánh với âm 2 nhân với 5. Nào. Lại điền một ô vuông ở đây đã nhá. Âm 10 nhân 5 là âm 50 này. So sánh với âm 2 nhân với 5 là âm 10 này. Thì cô thấy là âm 50 nhỏ hơn âm 10. Vậy thì trong này chúng ta cũng điền dấu nhỏ hơn. Đúng không? Câu C. Câu C là 5 lớn hơn 3. Vậy thì 5 nhân với âm 2 so sánh với 3 nhân với âm 2. Nào, 5 nhân âm 2 là âm 10. 3 nhân âm 2 là âm 6. Cô thấy âm 10 nhỏ hơn âm 6. Vậy chúng ta điền dấu nhỏ hơn vào đây. Đúng không? Câu cuối cùng, câu D. Chúng ta là âm 10 nhỏ hơn âm 2. Vậy thì cô sẽ so sánh là
âm 10 nhân với âm 7 so sánh với âm 2 nhân với âm 7, đúng không? Âm 10 nhân âm 7 là 70 này. Âm 2 nhân 7 là 14. Thì 70 lớn hơn 14, vậy nên chúng ta điền dấu lớn hơn ở đây. Được chưa nhỉ? Từ hoạt động khám phá số 4, ta thấy như sau. Khi nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương thì ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Còn nếu nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm thì ta được một bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho. Một cách tổng quát thì chúng ta có như sau. Cho ba số A, B, C và A lớn hơn B. Nếu mà C lớn hơn 0 thì A nhân C sẽ lớn hơn B nhân C. Còn nếu C nhỏ hơn 0 thì A nhân C sẽ nhỏ hơn B nhân C. Các bạn lưu ý cho cô là tính chất này vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu là nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng. Ví dụ các bạn quan sát cho cô ví dụ 5 này. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh 1962 nhân 12 và 1963 nhân 12. Thì ta thấy 1962 nhỏ hơn 1963, đúng không? Vậy nên ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số 12 là một số lớn hơn 0. Nên ta sẽ có là 1962 nhân với 12 sẽ nhỏ hơn 1963 nhân 12. Được chưa nhỉ? Tiếp tục, các bạn quan sát cho cô ví dụ số 6 này. Không được thực hiện phép tính, hãy so sánh 47 nhân với âm 19 và 50 nhân với âm 19. Thì ta sẽ có là 47 nhỏ hơn 50. Vậy nên khi ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với âm 19 là một số nhỏ hơn 0, thì ta sẽ có là 47 nhân âm 19. Chúng ta sẽ đảo chiều bất đẳng thức là thành lớn hơn, đúng không? Dấu nhỏ hơn chuyển thành dấu lớn hơn này. 50 nhân với âm 19. Được chưa? Tiếp tục, ví dụ số 7. Đề cho chúng ta hai số A và B thỏa mãn. A mũ 2 lớn hơn B mũ 2 lớn không? Đề yêu cầu chúng ta chứng minh là 5 nhân A mũ 2 sẽ lớn hơn 4 nhân B mũ 2. Nào, vì A mũ 2 lớn hơn B mũ 2, ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 5 là một số lớn hơn 0. Thì ta sẽ có là 5 nhân A mũ 2 lớn hơn 5 nhân B mũ 2. Cô gọi đây là bất đẳng thức số 1. Vì B mũ 2 lớn hơn 0, nên khi ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức 5 lớn hơn 4 với B mũ 2, thì ta sẽ có là 5 nhân B mũ 2 lớn hơn 4 nhân B mũ 2. Ta gọi đây là bất đẳng thức số 2. Bây giờ các bạn nhìn này. 5 nhân A mũ 2 thì lớn hơn 5 nhân B mũ 2. 5 nhân B mũ 2 thì lại lớn hơn 4 nhân B mũ 2. Vậy thì từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra là 5 nhân A mũ 2 sẽ lớn hơn 4 nhân B mũ 2. Được chưa? Đây chính là tính chất bắc cầu. Ok chưa nhỉ? Tương tự như vậy, các bạn làm cho cô các bài thực hành số 5, thực hành số 6 và bài vận dụng số 2 nhé. Bài thực hành số 5 này. So sánh âm 163 nhân âm 75 mũ 15 và âm 162 nhân âm 75 mũ 15. Nào, bây giờ chúng ta sẽ so sánh nhé. Ta có đầu tiên là số âm 163 chắc chắn là nhỏ hơn âm 162 rồi, đúng không? Vậy nên ta sẽ nhân cả hai vế, nhân cả hai vế của bất đẳng thức, cô viết tắt nhá, với số là âm 75 mũ 15. Đây là một số nhỏ hơn 0, đúng không? Vậy nên ta sẽ có, nào, âm 163 nhân với âm 75 mũ 15 so sánh với âm 162 nhân với âm 75 mũ 15. Chúng ta nhân cả hai vế với một số nhỏ hơn 0, vậy nên chúng ta sẽ thu được một bất đẳng thức ngược chiều. Tức là đang từ dấu ở đây của chúng ta là dấu nhỏ hơn, đúng không? Sẽ biến thành dấu lớn hơn. Cô điền dấu lớn hơn vào đây. Ok chưa nhỉ? Bài thực hành số 5. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài thực hành số 6.
Cho hai số m và n thỏa mãn không nhỏ hơn m mũ 2 nhỏ hơn n mũ 2. Để yêu cầu chúng ta chứng tỏ 3/2 nhân với m mũ 2 nhỏ hơn 2 nhân với n mũ 2. Nào, chúng ta sẽ áp dụng tính chất của phép nhân và tính chất bắt cầu để làm bài này nhé. Đầu tiên là chúng ta có m mũ 2. M mũ 2 nhỏ hơn n mũ 2. Đúng không? Ta nhân cả hai vế, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 2 thì ta có 2 nhân m mũ 2 sẽ nhỏ hơn 2 nhân n mũ 2. Đúng không? Chúng ta đã xuất hiện cái vế là 2 nhân n mũ 2 ở đây rồi. Đó, tiếp theo là cô muốn nó xuất hiện cái số 3/2. Đó, thì cô sẽ có là m mũ 2 là một số lớn hơn không? Đề bài cho ở đây rồi, đúng không? Vậy nên ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức n, xem nào, bất đẳng thức 3/2, bây giờ cô đang cần xuất hiện cái số 3/2 đúng không? 3/2 nhỏ hơn 2 với m mũ 2 thì ta có, nào, 3/2 nhân với m mũ 2 sẽ phải nhỏ hơn 2 nhân với m mũ 2, đúng không? Cô gọi đây là bất đẳng thức số 2 đi, trên này là bất đẳng thức số 1 đi. Bây giờ các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có là 3/2 nhân m mũ 2 thì nhỏ hơn 2 nhân với m mũ 2, đúng chưa? Còn 2 nhân với m mũ 2 thì lại nhỏ hơn 2 nhân n mũ 2. Vậy thì theo tính chất bắc cầu từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ có là 3/2 nhân m mũ 2 sẽ phải nhỏ hơn 2 nhân n mũ 2. Cái này là tính chất bắc cầu. Được chưa nhỉ? Đó, bài thực hành số 6. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài vận dụng số 2. Ở bài vận dụng số 2, đề bài cho chúng ta biết là -10 nhân m nhỏ hơn hoặc bằng -10 nhân n. Đề yêu cầu chúng ta so sánh m và n. Nào, chúng ta có là -10 nhân m nhỏ hơn -10 nhân n. Đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng. Đó, thì ở đây là một là các bạn có thể chia cả hai vế của bất đẳng thức cho -10. Hoặc cách thứ hai là chúng ta có thể nhân, tương ứng với như vậy là chúng ta sẽ có thể nhân cả hai vế của bất đẳng thức với -1/10. Đó, nhân với -1/10 cũng được. Đó, được chưa? Nó giống nhau thôi. Chúng ta sẽ chia cả hai vế của bất đẳng thức với -10 thì ta có, nào, chúng ta chia cả hai vế của bất đẳng thức cho một số âm, vậy thì bất đẳng thức của chúng ta sẽ bị đảo chiều thành lớn hơn hoặc bằng này. Chia cả hai vế của bất đẳng thức cho -10 thì vế bên tay trái của chúng ta -10 nhân m mà chia cho -10 thì sẽ chỉ còn m thôi, đúng không? Vế bên tay phải của chúng ta chia cho -10 thì cũng chỉ còn n thôi. Vậy nên chúng ta sẽ có là m lớn hơn hoặc bằng n. Được chưa nhỉ? Đó, đây là bài vận dụng số 2. Rồi, tiếp theo thì cô và các bạn sẽ làm một số bài tập để rèn luyện thêm về bất đẳng thức nhá. Phần bài tập này. Bài số 1. Dùng các dấu lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng để diễn tả. A. Tốc độ V đúng quy định với biển báo giao thông ở hình 4A. Đây, ở hình 4A, đây là biển báo giao thông ở hình 4A này. Ở hình 4A này, đây là biển báo thể hiện là tốc độ của chúng ta sẽ chỉ được giới hạn ở 70 km/h. Đó, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 70 km/h.
nhá. Vậy nên tốc độ V ở đây này sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 70, đúng không? Khi mà các bạn đi đường mà nhìn thấy cái biển báo này thì các bạn lái xe chỉ được lái xe ở cái tốc độ là nhỏ hơn 70 km/h thôi. Đó, nếu mà lớn hơn là sẽ bị phạt nhá. Được chưa? Câu B thì hình này sẽ là biểu diễn trọng tải của một cái xe. Đó, trọng tải sẽ P của toàn bộ xe khi mà đi qua cầu mà nhìn thấy cái biển báo như thế này thì tức là cái xe đấy nó chỉ được phép nặng nhỏ hơn 10 tấn thôi. Nhá, nhỏ hơn 10 tấn thôi. Vậy nên là câu B bất đẳng thức của chúng ta sẽ là P nhỏ hơn hoặc bằng 10. Các bạn có thể ghi là 10T ở trên này cũng được. Được chưa? Cho giống với biển báo. Đó, chữ T ở đây thể hiện là 10 tấn đấy. Cái xe của chúng ta chỉ được nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn thôi, chứ nặng hơn 10 tấn là không được. Đi qua cầu thì có thể là làm cho cầu của chúng ta dễ bị nứt, bị vỡ. Nó lâu dần, lâu ngày thì có thể nó bị sập. Nhá. Ok, bài số 1. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2 đề bảo chúng ta hãy chỉ ra các bất đẳng thức diễn tả mỗi khẳng định sau. Khẳng định A là m lớn hơn 8. Với số m lớn hơn 8 thì chúng ta sẽ viết bất đẳng thức là m lớn hơn 8. Được chưa nhỉ? Chúng ta điền dấu lớn hơn vào. Câu B. N nhỏ hơn 21 thì chúng ta sẽ viết n này nhỏ hơn 21, đúng không? Câu C là x nhỏ hơn hoặc bằng 4. Vậy chúng ta viết x này ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và câu D chúng ta ghi là y lớn hơn hoặc bằng 0. Thì cô sẽ ghi y này ký hiệu lớn hoặc bằng 0. Được chưa? Bài số 2. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài số 3. Hãy cho biết các bất đẳng thức được tạo thành khi cộng cả hai vế của bất đẳng thức m lớn hơn 5 với âm 4. Chúng ta có m lớn hơn 5. Nếu mà cô cộng cả hai vế của bất đẳng thức này với âm 4, đúng không? Cộng cả hai vế của bất đẳng thức với âm 4 thì ta có là m cộng với âm 4 là m trừ 4 này sẽ lớn hơn 5 trừ 4. Được chưa? Chúng ta có thể rút gọn đi thành m trừ 4 lớn hơn 5 trừ đi 4 là bằng 1. Đó. Câu A. Được chưa? Tiếp theo, câu B. Đề bảo cộng cả hai vế của bất đẳng thức x mũ 2 nhỏ hơn hoặc bằng y cộng 1 với 9. Nào, cô sẽ cộng cả hai vế của bất đẳng thức với 9. Ta có x mũ 2 nhỏ hơn hoặc bằng y cộng 1 cộng cả hai vế với 9 thì chúng ta sẽ có là x mũ 2 cộng 9 nhỏ hơn hoặc bằng y cộng 1 cộng 9, đúng không? Vậy là x mũ 2 cộng 9 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng y cộng 10. Được chưa nhỉ? Câu C đề bảo chúng ta nhân hai vế của bất đẳng thức v x lớn hơn 1 với 3 rồi tiếp tục cộng với 2. Nào, chúng ta làm từng bước một nhá. Đầu tiên là chúng ta có x lớn hơn 1. Bước thứ nhất là cô nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 3. Cả hai vế của bất đẳng thức với 3. Ta có sẽ lấy 3 nhân với x lớn hơn 1 nhân với x, đúng không? À xin lỗi các bạn, nhân với 3 mà, 1 nhân với 3 chứ, đúng không? Tức là 3 nhân với x lớn hơn 3. Tiếp tục chúng ta cộng tiếp tục cộng với 2. Được chưa? Chúng ta tiếp tục cộng với 2. Ta có
3x cộng 2 sẽ lớn hơn 3 cộng 2, đúng không? 3x cộng 2 sẽ phải lớn hơn 5. Ok chưa nhỉ? Câu C. Câu tiếp theo, câu D. Đề bảo chúng ta cộng vào hai vế của bất đẳng thức m nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 với âm 1, rồi tiếp tục cộng với 7. Nào, đầu tiên chúng ta có m nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Cô cộng cả hai vế của bất đẳng thức với âm 1, ta có m trừ 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 trừ 1, đúng không? M trừ 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2. Đó. Sau đó chúng ta tiếp tục cộng với âm 7. Tiếp tục cộng với âm 7. Ta có. Nào, m trừ 1 trừ tiếp đi 7 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 2 trừ 7. Đúng không? Chúng ta có m trừ 8 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 9. Ok chưa nhỉ? Vậy là chúng ta xử lý xong bài số 3. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 4. So sánh hai số x và y trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp A này. X cộng 5 lớn hơn y cộng 5. Thì đối với trường hợp này, chúng ta trừ cả hai vế của bất đẳng thức với 5. Đúng không? Trừ cả hai vế của bất đẳng thức với 5. Ta có. Nào, x cộng 5 mà trừ đi 5 thì còn x giấu giữ nguyên. Và lớn hơn y cộng 5 trừ đi 5 thì còn y. Vậy chúng ta rút ra được kết luận là x lớn hơn y. Đúng không? Tiếp tục. Câu B. Trừ 11x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 11 y. Đối với bất đẳng thức này, cô sẽ chia cả hai vế của bất đẳng thức cho trừ 11, đúng không? Trừ 11 thì ta sẽ có này, chia cho âm 11 là một số nhỏ hơn không, vậy nên chúng ta sẽ phải đảo chiều, đúng không? Sẽ là x lớn hơn hoặc bằng y, được chưa nhỉ? Câu C, chúng ta sẽ có là 3x trừ 5 nhỏ hơn 3y trừ 5. Thì bước đầu tiên là cô sẽ cộng cả hai vế của bất đẳng thức với 5. Cộng cả hai vế của bất đẳng thức với 5. Thì ta có là 3x trừ 5 cộng với 5 là thành 3x này. Nhỏ hơn 3y. Đúng không? Tiếp theo ta chia cả hai vế của bất đẳng thức cho 3. Chia cả hai vế của bất đẳng thức cho 3 thì chúng ta sẽ có là 3x chia cho 3 thì còn x này. Vì 3 của chúng ta là một số lớn hơn 0 rồi, vậy nên bất đẳng thức của chúng ta sẽ giữ nguyên chiều là nhỏ hơn. Bên này là y. Vậy chúng ta so sánh được là x nhỏ hơn y. Đúng không? Câu D. Chúng ta có trừ 7x cộng với 1 lớn hơn trừ 7y cộng với 1. Nào, việc đầu tiên là chúng ta trừ cả hai vế của bất đẳng thức cho 1. Đúng không? Trừ cả hai vế của bất đẳng thức cho 1 thì ta có là trừ 7x sẽ lớn hơn trừ 7y. Được chưa? Bước thứ nhất. Bước thứ hai thì cô sẽ chia cả hai vế của bất đẳng thức cho âm 7 thì ta có. Nào, chia cho âm 7 là một số
nhỏ hơn 0, vậy nên chúng ta phải đổi chiều thành x nhỏ hơn y. Đúng chưa nhỉ? Vậy là chúng ta xử lý xong bài số 4. Bài cuối cùng của ngày hôm nay, bài số 5. Nào, cho hai số A và B thỏa mãn A nhỏ hơn B. Chứng tỏ A B trừ A lớn không? Nào, chúng ta có câu A này. A nhỏ hơn B. A nhỏ hơn B vậy tức là B lớn hơn A. Đúng không? Tức là B lớn hơn A. Vậy thì xin lỗi các bạn nha, chỗ này là B lớn hơn A, được chưa? Ta sẽ trừ cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số A thì ta sẽ có, nào, B trừ A sẽ lớn hơn A trừ A. Đúng không? Tức là B trừ A sẽ lớn hơn 0. Đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa? Câu A. Câu B nào? Câu B của chúng ta là A trừ 2 nhỏ hơn B trừ 1. Đúng không? Chúng ta có A nhỏ hơn B. Cô sẽ trừ cả hai vế của bất đẳng thức cho 2 đi. Trừ cả hai vế của bất đẳng thức cho 2 thì ta có A trừ 2 sẽ phải nhỏ hơn B trừ 2. Đấy, bây giờ chúng ta đã xuất hiện cái A trừ 2 ở đây rồi. Đúng không? Bây giờ cô cần xuất hiện cái B trừ 1 nữa là được. Nào, cô gọi đây là biểu thức số 1 đi. Được chưa? Rồi. Ta có là, xem nào, trừ 2 thì chắc chắn là nhỏ hơn trừ 1. Đúng không? Ta sẽ cộng cả hai vế. Cả hai vế của bất đẳng thức cho B thì ta có, nào, cộng với B thì chúng ta có B trừ 2 sẽ nhỏ hơn B trừ 1. Đúng không? Đây là bất đẳng thức số 2. Từ 1 và 2. Nào, các bạn nhìn cho cô này. A trừ 2 nhỏ hơn B trừ 2. B trừ 2 lại nhỏ hơn B trừ 1. Vậy thì theo tính chất bắc cầu, chúng ta sẽ có là A trừ 2 nhỏ hơn B trừ 1. Đúng không? Đây là tính chất bắc cầu. Đúng chưa nhỉ? Ok, câu B này. Tiếp theo câu C. 2A cộng B nhỏ hơn 3B. Nào, 2A cộng B đúng không? Chúng ta vẫn sẽ phải đi từ bất đẳng thức là A nhỏ hơn B. Ở đây có 2A. Vậy nên cô sẽ nhân cả hai vế đi. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 2 thì ta có 2A sẽ phải nhỏ hơn 2B. Đúng không? Vì 2 là một số lớn không? Nên bất đẳng thức của chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên chiều. Được chưa? Tiếp tục, cô cộng cả hai vế của bất đẳng thức với B thì ta có, nào, 2A cộng B đương nhiên là sẽ phải nhỏ hơn 2B cộng B. Đúng không? 2A cộng B cô giữ nguyên này. Đó chính là phần vế trái của cái bất đẳng thức chúng ta cần tìm ở đây rồi. Được chưa? Vế phải của chúng ta là 2B cộng B thì sẽ thành 3B. Đây chính là điều chúng ta cần phải chứng minh. Đúng không? Câu cuối cùng của ngày hôm nay, câu D. Chúng ta vẫn lại đi từ A nhỏ hơn B. Đúng không? Cô nhân cả hai vế. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với âm 2 thì ta có, âm 2 là một số nhỏ hơn 0, vậy nên chúng ta phải đổi chiều là âm 2 nhân với A
sẽ lớn hơn âm 2 nhân với b, đúng không? Ở đây đề bài bảo là trừ 2a trừ 3, vậy nên cô cần cộng thêm cả hai vế của bất đẳng thức với âm 3 thì ta sẽ có nào, trừ 2a cộng với âm 3 là trừ 3 sẽ lớn hơn trừ 2b trừ 3, đúng chưa nhỉ? Đây chính là bất đẳng thức mà chúng ta cần chứng minh. Ok chưa nhỉ? Ở bài này thì chúng ta còn một bài đố vui nữa, vậy nên là cô và các bạn sẽ xử lý nốt cái bài đố vui này nhé. Ok, đề yêu cầu chúng ta tìm lỗi sai trong lập luận sau. Bạn Trang nhỏ tuổi hơn bạn Mai, bạn Mai thì nhẹ cân hơn bạn Tín. Gọi A và B lần lượt là số tuổi của bạn Trang và bạn Mai. B và C là số cân nặng của bạn Mai và bạn Tín. Vì A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C, nên theo tính chất bắc cầu, ta suy ra A nhỏ hơn C. Vậy bạn Trang nhỏ tuổi hơn bạn Tín. Nào, chúng ta đọc thì thấy nó rất là mượt, đúng không? Nên là nhìn thì cảm giác là nó đúng, nhưng mà thực ra là nó có một cái lỗi sai ở trong này mà không biết là các bạn có nhận ra hay không. Các bạn nhìn cho cô này, đề bài gọi là A và B lần lượt là số tuổi của bạn Trang và bạn Mai. Đây, cô gạch luôn nhá. A và B này là số tuổi của bạn Trang và bạn Mai. Sau đó lại gọi tiếp B và C là số cân nặng của bạn Mai và bạn Tín. Vậy thì nó bị trùng cái ẩn B này, đúng không? Lỗi sai của bài này chính là chúng ta đã gọi số tuổi của bạn Mai và số cân nặng của bạn Mai bằng nhau và cùng bằng B. Đấy, nên sẽ dẫn đến nhầm ở trong bài này nhá. Chúng ta sẽ nhìn thấy lỗi sai của nó là chúng ta đã gọi số tuổi của bạn Mai bằng số cân nặng của bạn Mai và cùng bằng B. Được chưa? Trong khi là số tuổi và số cân nặng thì có thể là không bằng nhau, đúng không? Nhưng mà ở bài này thì chúng ta đã gọi bằng nhau và cùng bằng B, vậy nên nó bị sai nhá. Đến đây thì cô đã hướng dẫn cho các bạn học xong các câu hỏi và bài tập trong bài số 1, bất đẳng thức. Các bạn hãy theo dõi trang lời giải 2.com để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.